ô và 11 player osa orobosa okaro nó một quạt chẳng ạ bà thật là freak bà xuất đất bán đi vô nó bà con bà xong chơi chẳng bà là gì mình tập thì mất dương bà chỉ cần là coi tự bàn bắt đầu chơi nhé đã chơi cho người đánh mai bị sật bà bị sật đi kia bà đã nên lời tin phơi bà mùi nhưng dự bị chuyên sản lạ bà tuột chiết ở dự đoàn đọc đồng bệnh chân nằm bà nơi ai mà ấy giờ lấy mình test nào cả bom áp sát ô quỳnh cục cặp mà chương đâm và nấy tại máu sao lắm mô mà phần mùi cái này nè ô bà tới bên chun châu đồng bằng gần ta là ô mình đến áo cả bom lại bom vật luôn mà chung bị ô cà rô bên chun lại thằng lừa ai kịp son đua sản mặt đập hiếp bà cứ son cứ báo mà thằng lừa rồi mùi cả cào cứ là ô máu bị sát bên chun đòi ô cà rô ô cài được hai mà ô cà rô mà chụp cho mùi nâng cồng chả tụp bàn mùi tuần lẹ ô cà rô tiên lộ nà ô cà rô tụp bàn khâu ôi tụp chân chú vinh tụt chân sạm đã mang khâu bàn mà chân sạm tròn cho mọi nế mà cho mùi mưa ô cà rô còn nhẹ bá là ông vô niềm nhẹ chú vinh tụt bàn khâu và đã bà hào bí lưu chứ mà bà đi mật dương anh này cà bèn mà chân sạm đi mà mình chung tự sạp hàng sạm lộ mình đem bị Arthur Gibson và nhẹ mùi pi ô caro bên chú đến một trung cầm pi vật thi tại mà các bà cái này áo caro bóc bà kia nhẹ bóc bà Mr. Pituku và cứ chia bà thiên club bà lại và tuột phát đại chơi sạch sọc hợp hiệp bà chun po lục tông na sọc sử mai khuyên chô ô caro lược ta cái này tết mùi bàn tay chè chênh đòi ui phía kê ơi lên ta vẽ tí mùi đô chênh vinh và chân quạt tư Espanh hai bông mông cầm bông chạm sắt để khai dẹ khai để miên sạc cái đan bà vì nó hay bật làm bong bẩn tia miền chơi đây là lịch cầm phù đã bật thạc quạt miền tiền liên miền ấy cầm rồng ó lục bị ba toát bị stress khang mình thế nè bà tết sanh mà nó tết miền ở cả giang bạch đài lại tới okaro akaro dây dây mẹ cái chơi quay một chơi volleyball đó football soccer nó không stress này nữa bà